bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu ra đây coi. Bác sĩ đâu? Đau quá. Bác sĩ ở trong phòng. Bác kêu sĩ đang đây. Làm thẩm mỹ. Bà kêu ra đây, tôi dạ, đau có quá. Có chuyện gì? Lần nào cũng vậy, lần nào tôi vô gặp mặt bà tôi chán rồi. Bác sĩ đâu? Tôi bác là người đâu? Quản lý ở đây. Bây giờ anh cần cái gì, anh muốn cái gì, anh nói với tôi nha. Làm hư cái mặt của tôi rồi. Trời, hư cái gì, tôi cũng đây nè. Tôi là ở đây là tôi còn bị sự cố hơn anh nữa nè. Cái này là chuyện của bà, tôi không quan tâm. Ngày nào tôi cũng bị đưa ra thí nghiệm đây nè. Mà tôi còn chưa có đau đớn gì. Mắc mớ anh đâu có đồ hư, anh lột mặt anh ra coi coi tôi coi. Nhưng hư mà cái tôi gì? Đau đớn. Tôi bỏ tiền ra làm mà. Mà sửa cái mặt tôi hư hả? Mà hư cái gì? Trời ơi, có gì đâu mà hư. Cái này là cái môi nó đang xăm. Nó xăm lên thì nó sưng một chút xíu thôi. Tôi chứ không phải bà. Nói cho bà nghe, tôi thấy đi 3 lần rồi. Lần nào ông cũng nói vậy hết á. Nó đi về đi. Rồi nó xẹp, mà có thấy xẹp đâu. Có ai đời nào mà cái chân mày như vậy không hả? Có ai đời nào chân mày vậy không? Cái này là chân mày theo 3D. Có ai mà một bên lên một bên xuống thì không? Theo 3D thì nó cũng phải bằng nhau. Còn cái này nó không cân bằng. Không. Mà nhìn kỹ đi. Mà coi cái môi khừ lừ như vậy mà đẹp cái gì? Trời ơi, đây là. Thôi cái gì mà thôi. Bây giờ bà không kêu bác sĩ tôi la làng lên, tôi phá đồ ở đây là bà tin đâu. Hả? Bác sĩ đâu? Trời, cái gì vậy trời? Bây giờ bác sĩ đâu? Dục luôn đi. Bảo hành, bảo hành. Bác sĩ ra đây không? Bảo hành hả? Trời ơi. Gái hả? Cái gì vậy? Dạ? Đẹp quá. Chị ai vậy, chế nào vậy? Này là bệnh nhân. Chế cái gì, chế cái gì? Vô đây thẩm mỹ viện mà bị bị hư. Không có bị hư mà đang bị sưng. Không hư hả? À, sửa nhà mình hả? À, đẹp quá. Em hôm qua con tư vấn sửa rất đẹp ở đây chứ không phải sửa nhà. Ồ, đẹp quá, đẹp quá, đẹp đó. Đẹp đi con khỉ. Đẹp đây, em phân tích cho anh coi. Anh lại đây. Phân tích đi con. Lại đây em, lại đây anh coi coi. Bác sĩ đâu? Không phân tích gì hết trơn. Từ từ để phân tích cho anh nghe. Đó. Đây nè. Đó, lúc tôi mới vô á thì đưa cái bản chuẩn cái nè, mắt dày mà cuối cùng cái chân mày tôi dày mà kêu đẹp hả? Trời ơi, tôi nói đó, cho anh có ai nghe. Vậy không? Đó, nói vậy nè, môi trái tim, sửa cái môi thừa lời gì có tin nổi không? Nè. Vậy mà kêu đẹp, đẹp ông nội tôi chứ đẹp. Anh ngồi im đi, giờ anh ngồi xuống. Không đây. Có được, từ nhỏ lớn bị tăng động mà không ngồi được. Vậy giờ đang làm gì vậy? Đứng lên tiếp nè, đưa bác sĩ ra đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Tôi là bác sĩ cơ. Tôi nói chuyện với bác sĩ. Anh nói nghe nè. Không, bây giờ anh ngồi đi. Em giờ em ngồi đi. Ừ rồi. Rồi giờ em hỏi đi. Rồi, anh là không ngồi được. Giờ anh lại đây mới nói chuyện được với anh. Bây giờ em nói cho anh nghe. Bác sĩ á, người ta sửa là phải coi tướng học nữa, hiểu không? Cái gì mà sửa mà coi tướng học đâu phải thầy bói đâu bà. Bác sĩ ơi, tôi nói cho anh nghe. Anh bình tĩnh nghe tôi nói nè. Người ta nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn đúng bà rồi. Miệng rộng tan quan cửa nhà. Bây giờ tụi tôi rơi cái miệng. Bà nói xạo trời hại thấy chưa? Tự động nó rớt thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Không có ai mà trời mà còn theo tôi nữa. Không, không. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những anh gì. Anh là đàn ông, nó miệng rồi. Anh rộng tan quát như vậy nó mới sang, anh không hiểu không? Sang. Trời ơi. Cái này là nó chích quá liều bị sưng lên nè. Bây giờ anh ngồi yên có đi. Có con mắt nè, có ai con mắt gì không? Đây. Bà nói miệng động sang, con mắt bà phân tích tôi kia coi. Trời ơi, cái này là lông mày lưỡi mát. Lưỡi gì? Lưỡi mát. Là lưỡi gì? Là đàn ông phải có cái lông mày lưỡi mát nó mới lưỡi, sang. Lưỡi mát nó phải bằng nhau. Còn cái này một bên lên bên xuống mà đi sao? Tại vì cái cơ địa là cái mặt của anh, cái lông mày nó bị méo. Nên tụi tôi phải xăm theo hình lông mày của anh. Thì bởi vậy là xăm sai. Bà xăm sai bà còn cãi nữa. Có ai chân mày lên xuống không? Vậy? Chân mày con bà là còn bằng nhau nữa nè. Sao chân mày tôi bà kêu hồi là sai? Bằng nhau đẹp nè. Đẹp cái con khỉ. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, con tôi á, lông mày của nó đây nè. Ngày xưa nó làm cũng y chang anh vậy đó. Khoan. Một thời gian thấy không, nó bằng nhau, nó y, nó đẹp như vậy đó. Bà sửa đâu? Sửa nhà để đẹp không? Nhà tôi nè. Sửa đây luôn. Sửa nhà luôn. Trời ơi. Bác sĩ. Bác sĩ tới. Không giải thích cho tôi đi. Giải thích chuyện gì? Cậu có bình tĩnh. Dạ. Cậu vô đập phá nhà tôi quá vậy? Dạ, cái này khách họ vô họ phá nè. Bác sĩ ơi. Nói vậy không phải nha. Bà nói sai trời hại nha, tôi không phá nha. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Sao? Đó. Cậu gì bình tĩnh nói tôi nghe. Bác sĩ coi, bác sĩ làm cái mặt tôi vậy hả? Là sao? Cậu có gì không điều không vừa ý, ngồi xuống đi, tôi với cậu nói chuyện với nhau. Cái môi tôi tự lừ như vậy. Rồi cái chân mày tôi một bên lên bên xuống. Mà ông kêu là đẹp hả? Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Cậu có nhớ mà hôm cậu vô cậu sao? Làm cái môi không? Lúc đó là tôi đang có một cái chương trình khuyến mãi cho thẩm mỹ viện. Lúc đó cái môi mẫu chuẩn á
là moi trái tim như vậy, đúng không? Rồi sao nữa? Nhưng mà tôi đã bơm cho cậu vừa đủ, cậu lại yêu cầu khuyến mãi nó đi, khuyến mãi nó đi. Ê, em được khuyến mãi. Không có nha, lúc đó là tôi phê, là tôi nhắm mắt, tôi đâu có biết gì đâu mà tôi nói vậy. Anh sai rồi. Thì tôi tưởng anh phê là anh thích thú, anh sao mà thích được. Nó đâu có mắc mớ gì mà nó phê. Chích đó thì người ta chích rồi, người ta đâu có phê. Phải chích thuốc tê mới phê. Dạ ông nội ơi. Rồi làm mà không chích thuốc tê đau quá sao chịu nổi. Dạ ông nội, con chích đây nè 10 lần con rất vậy, là hiểu. Mặt bà đẹp ghê vậy đó. Tôi chích 10 lần. Nghe con nói, mẹ nghe con nói. Thì tôi không anh nghe gì hết. Mặt bây giờ giải thích đi. Tại sao? Giải thích cho anh nghe. Mà anh đang phê phê, tôi tưởng anh thích nên tôi bơm vô nữa. Anh là bác sĩ, biểu anh là bác sĩ mà anh nói anh có học mà anh nói như vậy, rồi phải cứ từng bước. Bây giờ anh giải thích tại sao nó như vậy, mà cái chân mày nó như vậy, cái mũi cũng hơi gãy. Cái chân mày là cái lỗi, là lỗi của anh. Sao lỗi của tôi? Tôi đã kêu anh nằm dọc như vậy, tôi đang xăm gian dở như vậy, thì anh vô tình anh lại nói anh muốn đi toilet, anh đứng dậy, anh đi vô toilet, anh lại nằm ngược lại, lúc nào tôi có biết gì đâu, trong phòng xăm nó đang sao tối mà. Sao biết được? Anh là bác sĩ, anh có đeo mắt kính, tức là mắt anh rất rõ. Thì làm sao mà anh nói anh không biết tôi xoay chuyển chỗ nào, đúng không? Anh à, mọi chuyện có lý do của nó hết. Nhưng mà tôi thấy bây giờ gương mặt anh cũng đang dần dần hoàn mỹ rồi đó. Không có dần dần hoàn mỹ, cái bây tháng giờ... này rồi. Trời bây ơi, giờ là dần bây giờ là rồi. Chân mày, anh ra chân mày rồi. Môi, anh đã ra môi rồi. Thì đúng rồi. Bây giờ còn thiếu cái mũi, cái mắt nữa. Bây giờ tôi sẽ bơm cái lỗ mũi anh chân bự mày ra nữa. Chân cái mày ra bự ra nữa. Thì gương mặt anh sẽ thật hoàn mỹ. Đúng rồi. Anh tin tôi đi. Hoàn mỹ mà bị hư á. Cái môi từ lừ nè. Không tin thì hỏi thử coi. Chuyện gì mà ồn ào vậy con? À, đây là tất cả con của tôi. Đón sửa cái mặt của tôi như vậy nè. Con chịu nổi không? Ba, con làm con phải tư vấn cho khách hàng chứ. Anh này tại tới lúc anh nói là anh muốn làm diễn viên, cho nên anh hay nghĩ là diễn viên bây giờ đối với người bình thường là quá bình thường, cho nên anh phẫu thuật thành diễn viên phim hoạt hình. Nhỏ này nó nói gì á? Không, tôi muốn á quá thân thành diễn viên hậu vệ mặt trời, chứ tôi không muốn quá trời bọc hình. Sửa xây bếp không, có cái thằng lính quân nhân nào cái mặt vậy không? Cậu nói vậy là đúng rồi. Hậu vệ của mặt trời, mà cậu thấy không, cậu là thuộc hạng là mặt trời mà đứng bóng á, không có ai dám nhìn. Cậu thành công rồi. Đâu có thành công gì nữa rồi. Thành công ơi, thành công đỉnh rồi. Cái gia đình này ghi lắm nha. Tại sao đó nè, con chú đúng không, nó nói cái gì nữa là nó thẩm mỹ ở đây. Ừ, mà cái chân mày nó bình thường, mà trong khi đó con cũng thẩm mỹ ở đây mà cái lên cái xuống. Ồ, về chú kêu chú nói về, tôi không đồng ý. Không đồng ý cái gì? Bây giờ mỗi người có mỗi cái gu thẩm mỹ khác nhau. Có nhiều người họ cạo hết lông mày đây, họ xăm lên trên này, đó là tại sao họ muốn cái độ cao của cái này. Nhưng mà không có ai lên xuống chú ơi. Hả? Đúng là vậy, không ai cái lên cái xuống. Nhưng vậy, nhưng mà cái này theo tử vi thì được. Không được, cuộc đời nó phải có thăng có trầm. Đúng rồi, nhưng mà nó đều đều vậy. Mà có cái lúc, có cái lúc nào mà có từ lừ không? Anh Hai ơi, anh ơi. Cái gì vậy? Ba, ba bị gì nè? Không. Ủa? Biết nữa. Em ba. Qua nhà em thăm ba, thấy ba nằm đơ, thở không nổi. Ba bị gì ba? Đó. Trời ơi, thấy cháu đứa tôn của mình đó là mở ra cái thẩm mỹ viện thì thấy mừng quá. Ba mới muốn căng da mặt để cho nó trẻ lại. Không biết nó chích cái gì vô á, cái gì bô tóc gì mà nó chích sao mà có mặt ba bây giờ tới bữa nay nó cũng chưa sẹp nữa con. Ủa, làm gì cho ông nội vậy? Trời ơi, mày chích cái gì cho ông nội vậy con? Giờ bữa đó lường gạt đó chú ơi. Lường gạt cái gì đây ông? Ông này không biết bằng cấp thiệt hay không nữa. Ông cái này là cháu đích tôn của ông này. Trời ơi, ông nội mà ông chích banh xa la sát vậy luôn hả? Chích cái gì banh xa? Là tôi. Thì bởi vậy ông nội nó mà nó còn làm vậy, huống chi là ông ý kiến làm vậy. Đâu có được nè. Nói gì mà cũng nói được rồi. Nói cho mấy người biết. Trong gia đình người ta chưa có ý kiến, người ngoài ý kiến chi? Trước khi tới đây, trước khi làm, anh làm hợp đồng với tôi, tôi nghi liền. Có cái thẩm mỹ viện nào mà làm hợp đồng mà ghi cái chữ vậy không? Hả? Đâu? Không có con dấu gì hết trơn á. Cái gì? Chuyên nghiệp gì kỳ vậy? Thì anh cũng biết vậy mà sao anh cắm đầu vô anh làm vậy? Đúng rồi. Tại vì tôi thấy anh nói hay quá. Tôi tin tưởng kìa, anh còn treo bằng đó mà giờ tôi không biết cái bằng đó bằng. Ủa, thiệt hay bằng giả nữa. Mà cái gì mà sao mà cái này chắc là giả rồi con ơi. Không. Làm gì sao mà có cái bằng mà tên là co tôi tên là cái gì đây? Đây nè. Cao đại thạc sĩ. Bây giờ là tới lo chữa cho ba nè. Đền tiền lại cho tôi đi, bây giờ mặt tôi hư rồi tôi bỏ qua. Bây giờ giải quyết cho tôi đi. Bây giờ sao? Bây giờ giải quyết ông gì đây? Ông là bác sĩ dởm, bằng cấp giả. Đền tiền đi. Bữa hôm qua con lấy của họ bao nhiêu tiền? Dạ thì bữa đó là bơm cái môi bao nhiêu tiền? Mượn cái môi là khoảng là 2 triệu ba.
mỗi 2 triệu. Tôi sẽ trả lại cho anh 2 triệu. Anh trả lại phần silicon khuyến mãi cho con tôi. Rồi, cho đè xuống hút ra trước đi. Rồi, đúng rồi đi. Ừ, vậy đi. Lấy đồ đè xuống. Đi vô lấy đồ, lấy dao rồi nào ra. Thẳng với nhau hết. Cái nào khuyến mãi tôi lấy lại. Ông này là bác sĩ giả. Bây giờ giả ba tiền gì tôi khoan đã. Bây giờ tôi trả lại cho anh 2 triệu. Tôi lấy lại mớ silicon mà còn dư ra. Ra. Rồi, yên tâm. Ba dễ lắm, giờ đè xuống nặng cái mỏ thôi. Ngồi đây. Lấy tay nặng. Cái gì cũng giải quyết được hết trơn á. Yên tâm. Cái gì nó phải từ từ chứ. Đây nè, cả nhà mình tập trung vô đây. Ào như chợ gì có sao được. Tập trung vô đền bù cho cái thằng. Rồi, đền bù lỡ. Lỡ rút tôi là rút luôn ông nội luôn đi. Ừ. Thì đó là chuyện nhà tôi. Anh nằm nó đi. Rồi em đưa hai cái tay ra làm sao cho nó vậy. Giờ thuốc mê ở trong phòng đã hết. Bây giờ có chất thông mê là đập cho xỉu thôi. Bây giờ không được. Không cần. Không, anh chích vô sao ngồi đi. Anh phải lấy ra vậy. Đúng, giờ tôi lấy cho. Anh đập người ta tức là anh xạo rồi anh ơi. Cái này là anh mua bằng cấp giả. Không có bác sĩ nào mà làm như vậy hết á. Cái quan trọng ở đây là có người chịu bán nên tụi tôi mới mua bằng cấp. Con mới nói cái gì? Dạ. Con nói cái gì bán? Trời ơi. Không, ý con nói là chú này chú đổ thừa là thằng Đạt nhà mình á là bằng cấp giả. À, nhưng mà con nghĩ là nếu mà muốn kiện cái bằng cấp giả này á là phải tới cái chỗ mà người bán bằng chứ. Đâu có nói mình được. Ủa, ghê vậy? Vậy là má cái gì vậy má? Bữa hổm má nói là mua bằng thiệt cho con mà. Trời ơi, thấy chưa? Má mua cái gì vậy? Sinh nhật của con thì má muốn mua cho con có nhiều cái bằng cấp để sau này con làm nghề con kiếm trời tiền đó chứ. Trời đâu ơi, có biết nó là bằng thiệt hay bằng giả đâu. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Ba thì tuổi đã cao rồi, mất đẻ mấy này mình chở nó di chứng. Thôi để con dắt ba đi từ Vũ. Cái gì vậy? Ông ơi, khùng quá mày. Trong con đi theo luôn đi ông ơi. Hả? Thôi đi. Ở đây cái nhà này bây giờ quá. Lấy cái kia ra cho cậu. Đè xuống lấy cái dao rồi lấy đồ ra. Thôi, cảm ơn. Đi ra đây. Ê. Rồi, thôi đi rồi. Bà đó là bà nuông chiều con mình không đáng. Thấy không? Biết rồi đó. Bằng cấp giả như vậy mày dám làm vậy? Bây giờ là tôi quyết định đóng cửa cái thẩm mỹ viện này lại. Sao đóng? Còn nếu còn muốn làm á thì phải mướn người có bằng cấp thiệt về đây làm đàng hoàng. Đang làm ăn có lợi nhuận quá mà ông khách vô ầm ầm vậy. Đừng có sống cái lợi nhuận trên cái sự đau khổ và cái hậu quả không có thể nào lường trước được của người ta. Ăn như vậy thất đức, không làm. Ôi, dẹp luôn đi má ơi, thiệt luôn. Quay. Chú, chú cho xin lại tiền nha chú.